Dạ ăn cơm đi. Chưa là ăn đều nghe ăn cơm hả? Chào anh em nha. Hôm nay đi qua làm bên Phúc Bo nè. Phúc Bo ở đây chuẩn bị đồ nhiều lắm. Làm bánh chắc mấy ngày mới vậy cả tuần nữa. Đồ đạc để chuẩn bị anh em đi làm. Đồ ngày đi làm nè. Đồ đạc. Hai thằng đi làm với hai thằng. Tổng cộng là ba thằng. Giờ đi qua đò. Trưa ăn sáng để lấy ổ bánh mì ăn. Sáng. Với bánh đồ bồ nghé. Bồ đò nghé. Sông nước sông thẳm. Trời mọc nắng quá. Anh thôi.
làm ngày đi.
này mình ăn điều mình phải bỏ hộp hôm nay lấy trái ha. Hộp quýnh hộp báo chạy không kịp á. Đây đây là hộp hả? Hộp này nó bán ký mấy chục ngàn và cũng dùng trái này ăn vô từ máy đủ chưa mày? Được được chưa? Dư dư được rồi, về đi.